Kính thưa quý vị và các bạn, bên đây chúng ta có một số toa tiếp theo về phần phổi. Kỳ này chúng ta có 3 toa. Toa thứ nhất là bảo trì năng lực của phổi. Dùng khi có trường hợp ho và khó thở. Chúng ta có các huyệt liệt khuyết, thái uyên, khí hải. Làm mát và loại trừ nước nhớt, niêm dịch theo loại nóng, chọn theo tùy trường hợp. Chúng ta có các huyệt sau: khích, xích trạch, khổng tối, ngư tế, phế du, phong long và nội đình. Làm nóng lên và loại trừ nước nhớt, niêm dịch theo loại lạnh, gồm có hai huyệt phế du và phong long. Kính thưa quý vị, bây giờ chúng ta phân tích toa này theo dạng lục khí nha quý vị. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi. Kính thưa quý vị và các bạn, bây giờ chúng ta phân tích một số các toa châm. Trong các toa châm này thì nó thuộc về ngũ hành và tài liệu của bên Pháp nói về bệnh phổi tiếp theo. Thì trong cái toa châm này thì cái toa thứ ba nó trùng với lại toa thứ hai, thành ra nói là toa thứ ba nhưng mà chúng ta chỉ có hai toa căn bản thôi. Bây giờ tôi xin đưa các toa này vào trong cái phần bộ mạch lục khí của chúng ta để chúng ta theo dõi nha. Bây giờ trong toa thứ nhất là chúng ta có liệt khuyết, thái uyên và khí hải. Thì huyệt khí hải là huyệt phụ a thị huyệt ở trong lục khí, thành ra chúng ta chỉ có hai huyệt để tìm hiểu cái toa này. Huyệt thứ nhất là liệt khuyết. Liệt khuyết là lạc huyệt ở trên kinh phế. Cái huyệt liệt khuyết này á thì nó là huyệt hội của mặt nhâm, và chúng ta ở trong cái phần mà cái toa này thì chúng ta không xét nó thuộc dạng kỳ kinh bát mạch, mà nó nằm ở trong dạng huyệt ngũ du, tức là huyệt lạc. Thì ở đây nó thuộc thủ và thuộc kinh âm. Thì bây giờ tôi đưa cái phần này vào ở trong âm châm nha. Thì trong âm châm thì liệt khuyết là nằm ở trên kinh phế, thì chúng ta sử dụng để quân bình thì chúng ta có huyệt lạc của kinh can. Thì huyệt lạc của kinh can là huyệt lây gấu. Chúng ta đã quân bình đó rồi, thì bây giờ chúng ta nói đến huyệt thái uyên. Huyệt thái uyên cũng nằm ở trên kinh phế và là huyệt nguyên. Mà nó chính là du huyệt. Thì để quân bình nó thì chúng ta dạng âm châm thì chúng ta cũng lấy kinh can mà là nguyên huyệt của kinh can, hay là du huyệt thì chúng ta có huyệt thái sung. Trong cái toa đầu tiên thì chúng ta thấy quân bình nó theo cái dạng kim mộc mà nó lại có huyệt du đó. Thế thì trong cái nguyên tắc điều trị của lục khí mà ở dạng chủ kinh có du, quý vị thấy không, nếu quý vị lấy sử dụng kim mộc là chủ kinh có du thì thủy hỏa sẽ không có du và thổ thử cũng không có du luôn. Đó là chúng ta theo cái nguyên tắc thứ hai là chủ kinh có du. Thế thì bây giờ nó mới chỉ ở dạng đầu thôi, nó chỉ có hai huyệt căn bản và chúng ta quân bình nó thì chúng ta có hai huyệt để hỗ trợ. Nào bây giờ chúng ta toa qua cái toa thứ nhì thì gồm có xích trạch, khổng tối, ngư tế, phế du, phong long và nội đình. Trong cái toa này thì chúng ta thấy có huyệt phế du, tức là huyệt bố du huyệt của kinh phế, nó là a thị huyệt. Mà cái điểm đặc biệt của nó thì nó nằm, các huyệt nằm ở trên kinh phế bởi vì nó điều trị cho phế. Bây giờ chúng ta đi tiếp. Trước hết chúng ta thấy huyệt xích trạch, huyệt hợp của kinh phế. Huyệt hợp của kinh phế trong lục khí nó thuộc về hành thổ. Mà hành thổ thì nó liên quan đến bộ thổ, mà hệ âm châm chúng ta sẽ chọn kinh tỳ. Ở trên kinh tỳ chúng ta chọn huyệt nào
thì đương nhiên nó huyệt của nó sẽ là huyệt thần kim. Kim huyệt của kinh tỳ là huyệt tẫn, tức là huyệt ẩn mật. Chúng ta gặp cái dạng tẫn kinh âm thì nó sẽ đi đến huyệt hợp của kinh dương, tức là huyệt hợp của kinh đợm. Huyệt hợp của kinh đợm chính là huyệt dương lăng tuyền. Chúng ta quân bình huyệt thứ nhất xong rồi. Huyệt thứ nhì chúng ta gặp sẽ là huyệt khổng tối, cũng là nằm ở trên kinh phế. Và đây là khích huyệt của kinh phế. Khi chúng ta gặp các huyệt du, huyệt lạc, huyệt khích, thì chúng ta quân bình nó theo dạng hành của khách. Như vậy là chúng ta có huyệt khổng tối ở đây. Khổng tối thì khổng huyệt của con là... Huyệt khổng tối là khích huyệt của kinh phế, thì nó sẽ quân bình với lại khích huyệt của kinh can. Khích huyệt của kinh can tính là đại đô, là huyệt trung đô. Trung đô quân bình với khổng tối. Nào bây giờ chúng ta đi tiếp. Chúng ta có ngư tế. Ngư tế là vinh huyệt của kinh phế. Ngư tế là vinh huyệt của kinh phế. Trong lục khí nó sẽ là huyệt thử. Kim thử. Tấn huyệt của kinh phế là thủy. Vinh huyệt của kinh phế là thử. Thì huyệt ngư tế khi sử dụng thì nó chuyển qua đến thử. Như vậy chúng ta sử dụng âm châm, chúng ta sẽ có kinh tâm. Ở trên kinh tâm chúng ta sử dụng huyệt thần kim. Huyệt thần kim của kinh tâm là huyệt linh đạo. Chúng ta quân bình nó với huyệt ngư tế là linh đạo. Bây giờ chúng ta đi tiếp là chúng ta có huyệt phong long. Huyệt phong long là huyệt lạc ở trên tinh vị. Chúng ta có một huyệt lạc ở trên kinh vị, thì chúng ta sẽ quân bình nó với kinh thận thuộc về dạng âm châm. Lạc huyệt của kinh thận là huyệt tại trung. Nếu chúng ta sử dụng thổ hoặc là dương thì chúng ta sẽ lấy lạc huyệt của tiểu trường. Đằng này chúng ta sử dụng âm châm thì chúng ta sử dụng lạc huyệt là đại trung kinh thận. Bây giờ tiếp theo chúng ta có huyệt nội đình. Huyệt nội đình là huyệt vinh ở trên kinh vị. Huyệt vinh ở trên kinh vị chính là hành kim trong lục khí. Huyệt nội đình hành kim, như vậy nó sẽ vào kim. Khi mà nó vào kim thì ở trên kinh phế thuộc hệ âm châm, thì chúng ta sẽ lấy ở tại bộ kim kinh phế sử dụng huyệt thần hỏa. Hỏa huyệt của kinh phế tức là huyệt kinh cự. Chúng ta thấy, chúng ta nhìn vô trong cái phần mà ở trên kinh phế nha. Ở trên kinh phế, chúng ta thấy gì? Huyệt tấn của nó không có. Chúng ta có huyệt vinh là huyệt ngư tế, huyệt du là huyệt thái uyên, huyệt kinh là huyệt kinh cự, và huyệt hợp tức là huyệt xích trạch. Như vậy là trong cái toa này, thì người ta sử dụng hầu hết các huyệt ở trên kinh phế, ngoại trừ huyệt tấn của kinh phế mà thôi. Thế thì chúng ta nhận thấy, nếu ở trong lục khí mà nhìn thì kinh phế hầu như đi trọn kinh. Mà nếu mà kinh phế đi trọn kinh mà nó có huyệt du thì như vậy chúng ta sẽ lấy chủ kinh
chủ kinh là kim là có du nha, chủ kinh có du thì như chúng ta đã quân bình nói là kim mộc có du, và chúng ta thấy thổ thử và thủy hỏa sẽ không có du. Và trong cái tòa thứ ba chúng ta có phế du và phong long. Phế du phong long chúng ta đã có cái nhìn rồi, phế du là huyệt a thị huyệt, phong long là huyệt lạc ở trên cương vị. Thì nhìn chung quý vị sẽ thấy người xưa người ta lấy huyệt nguyên, huyệt lạc. Mà ở đây chúng ta thấy huyệt lạc của kinh phế nó được xuất hiện. Nhưng mà ở trong ngũ hành thì ta thấy là huyệt lạc của kinh âm nó sẽ đi với huyệt nguyên của kinh dương, biểu lý, tức là kinh đại trường. Mà kinh đại trường lại không có huyệt. Đó. Bây giờ chúng ta sử dụng cái toa này mà xác định được cái giá trị của cái phương pháp của lục khí là cấp thứ hai, chủ kinh có dung và các huyệt còn lại sẽ không có dung. Rồi, cái toa này sau cái quân bình chúng ta đã có một số các huyệt hiện hữu. Bây giờ nếu đưa kỳ kinh bát mạch vào nha, nếu đưa kỳ kinh bát mạch vào thì chỗ nào có dung là chỗ đó sử dụng huyệt kỳ kinh. Như thế chúng ta thấy ở đây chỉ có kim mộc có du, cho nên chỉ có hai huyệt kỳ kinh, đó là liệt khuyết và ngoại quan ở trên kinh tam tiêu. Ngoài ra chúng ta còn hai huyệt nữa, tức là huyệt chiếu hải và thân mặt. Nếu như quý vị sử dụng huyệt nội quan nha, thì huyệt nội quan là huyệt mà kỳ kinh. Nếu nội quan là kỳ kinh thì quý vị phải thêm huyệt hậu khê. Hậu khê lúc bây giờ là huyệt kỳ kinh. Quý vị xem, ở trong cái bộ hỏa chỉ có một huyệt kỳ kinh. Trên kinh vị không có huyệt kỳ kinh. Kinh tâm bào chỉ có một huyệt là nội quan. Chúng ta qua bộ thổ, đại trường không có huyệt kỳ kinh. Chỉ có kinh tỳ là huyệt kỳ kinh và huyệt công tôn. Ở trên kinh mặt, ở trên bộ kim, chúng ta chỉ có kinh phế có huyệt kỳ kinh là liệt huyệt. Ở bộ mộc, chúng ta chỉ có huyệt ngoại quan là tam tiêu. Ở bộ thủy, chỉ có tiểu trường là huyệt kỳ kinh là hậu khê. Tinh thần có huyệt chiếu hải. Bằng quan có huyệt thân mặt, mà chiếu hải thân mặt chúng ta sử dụng thoải mái. Ở trên bộ thử chúng ta chỉ có huyệt túc lâm khắp là huyệt kỳ kinh, kinh tâm không có huyệt. Như vậy là mỗi một bộ mặt, mỗi một bộ kim thủy thử mộc hỏa thổ chúng ta chỉ có một huyệt kỳ kinh. Chúng ta đương nhiên là không tính điểm ở thanh mặt với chiếu hải. Thành ra quý vị thấy nếu chúng ta sử dụng, nên nhớ kỳ kinh, huyệt kỳ kinh nó phải đi với huyệt du thì nó mới có tác dụng kỳ kinh. Ở đây nếu quý vị thêm nội quan, nếu thêm nội quan ở đây thì ở đây là huyệt hậu khê. Mà đã là huyệt hậu khê xuất hiện thì ở đây nó phải là huyệt du. Du huyệt, quý vị thêm du huyệt. Mà nếu thêm du huyệt ở đây thì chúng ta có bốn du, thì cái anh thổ thử sẽ là chủ kinh, không có du theo cách một. Nếu như quý vị sử dụng giữ nguyên cái toa này thì quý vị lấy kim mộc làm chủ kinh có du. Nếu như quý vị thêm huyệt túc lâm khắp ở bộ thử, tức là ở đây sẽ có du huyệt và ở đây sẽ thêm huyệt công tôn, tức là huyệt thái bạch, thì quý vị sẽ chuyển nó là thủy hỏa theo cách một, không có du. Chúng ta sẽ có bốn du. Quý vị lưu ý, quý vị có quyền chọn. Thứ nhất, giữ hai bộ kim mộc làm chủ kinh thì quý vị thêm ở đây nha là huyệt ngoại quan. Chúng ta sẽ loại bỏ tất cả các huyệt lạc như là phong long, phải loại bỏ ngay. Loại bỏ đại trung, lạc huyệt loại bỏ. Phải không ạ?
chúng ta còn các huyệt lạc nào nữa hay không? Chúng ta có huyệt lạc lây cấu loại bỏ luôn. Nếu như quý vị đưa thêm ngoại quan vào thì quý vị bắt buộc phải loại bỏ lây cấu, loại bỏ luôn phong long, loại bỏ luôn đại trục. Bởi vì các này, các huyệt này nằm ở các bộ vị kia mà nó là lạc huyệt thì giá trị kỳ kinh của nó không còn hiện hữu. Đó là điểm căn bản. Nếu các quý vị loại bỏ phong long, loại bỏ đại trung, loại bỏ luôn lây cấu nha, thế thì thêm ngoại quan liệt khuyết lúc này là có giá trị của kỳ kinh vận mặt, phần căn bản đó. Đó là cách thứ nhất, chủ kinh có nhu. Như vậy là quý vị sẽ không thêm ngoại quan ở đây, thì liệt khuyết nó chính là huyệt lạc. Mà đã là huyệt lạc, đã là huyệt lạc thì quý vị thoải mái sử dụng lạc huyệt ở nội quan nha. Lạc huyệt đại trung có rồi, quý vị thoải mái đưa thêm không tôn. Tuyệt đối không được đưa du huyệt thái bạch vào đây, tuyệt đối không được đưa du huyệt đại lăng ở đây, và tuyệt đối không được đưa du huyệt hậu khê hoặc là thái kệ hoặc là túc lâm khất. Nhớ là đây là cái nét căn bản tôi luôn luôn nhắc đi nhắc lại, là giá trị của kỳ kinh bát mạch là loại trừ du huyệt, là loại trừ lạc huyệt của tất cả các kinh khác. Mà nếu như quý vị sử dụng là huyệt lạc thì quý vị thoải mái, nhưng tuyệt đối không được đưa du huyệt ở trong có to này. Giữ kim mộc làm chủ kinh có du thì tuyệt đối không được đưa du huyệt ở tâm bào, không được đưa du huyệt ở thận, không được đưa du huyệt ở tỳ, không được đưa du huyệt ở đờm, phải không ạ? Bởi vì chúng ta chỉ có hai du huyệt ở đây làm chủ kinh kim mộc là có du. Chúng ta thoải mái thêm lạc huyệt và giá trị của nó chính là lạc huyệt mà thôi. Nào bây giờ chúng ta giữ toa này và chúng ta đưa thời châm vào để chúng ta có một cái nhìn. Ở trong thời châm thì ngày hôm nay là ngày bính thân, thì chúng ta có cái nét của 10 năm và 1 năm. Bây giờ tôi vẽ cái bảng tử vi ở đây. Năm nay là năm bính thân, ngọ mùi thân. Quý vị tính ngược, quý nhâm tân canh kỳ mẫu đinh bính ất giáp thì nó thuộc chu kỳ của giáp ngọ. Nếu chu kỳ của giáp ngọ thì quý vị tính thuận xem nó nằm ở trong kinh âm hay là kinh dương. Nếu nó nằm trong kinh âm thì chu kỳ của nó là giáp ngọ. Nếu mà nó chuyển qua cái hệ kinh dương nha, thì nó chuyển qua cái kinh bằng quang, và bằng quang là nó thuộc về giáp túc. Như vậy ở trong bính thân là nó nằm ở chu kỳ của kinh âm tâm bào. Như vậy ở được, chúng ta được một điểm ở giáp ngọ. Ở đây tôi ôn lại chút xíu để chúng quý vị thấy. Thường thì chúng ta tính một điểm nằm góc này, hai điểm nằm ở giữa, ba điểm nằm ở góc bên phải, 4 điểm nằm ở giữa phần bên phải, 5 điểm nằm ở góc dưới phần bên phải, 6 điểm nằm ở giữa phía dưới, 7 điểm nằm ở góc ở bên trái, và 8 điểm nằm ở giữa của phần bên trái. Đây là cái cách tính điểm của chúng ta. Tức là hệ 10 năm, hệ 1 năm, hệ 10 tháng, hệ 1 tháng, hệ 10 ngày, hệ 1 ngày, hệ 10 canh giờ và hệ 1 canh giờ. Đây là các số điểm mà được tính trong cái khung này. Thì tôi ôn lại thôi, thì quý vị cũng đã nắm. Thì nó thuộc về giáp ngọ, tức là thuộc về bộ hỏa, là chu kỳ của 10 năm. Bây giờ chu kỳ của 1 năm. Một năm thì chúng ta thấy
là nó thuộc về du huyệt của kinh tâm bàn, là bộ thủy. Thì như vậy bộ thủy sẽ được 2 điểm, là chu kỳ của 10 năm, chu kỳ của 1 năm. Rồi bây giờ chúng ta nói đến chu kỳ của tháng, chúng ta có 10 tháng. Chu kỳ của 10 tháng và chu kỳ của 1 tháng. Tháng này là tháng Nhâm Thìn. Chúng ta đã biết là Tý, Sửu, Dần, Mão, Thìn. Ở đây là Nhâm Thìn. Chúng ta tính ngược. Quý, Nhâm, Tân, Canh, Kỷ, Mậu, Đinh, Bính, Ất, Giáp. Như vậy là cái chu kỳ của nó thuộc về Giáp Thân. Giáp Thân nằm ở đây. Thì chúng ta, Giáp Thân của nó là thuộc về Tý, Dần, Thìn, Ngọ, Thân. Như vậy là nó thuộc về Kinh Tỳ. Chúng ta khởi từ Tấn Kinh Tỳ. Chúng ta khởi, chúng ta tính qua. Thì chúng ta thấy Tấn Vinh Du Kinh Hợp. Rồi chuyển qua Tấn của Kinh Vị. Thì như vậy là cái anh Nhâm Thìn này nó nằm ở trên Kinh Vị. Mà Kinh Vị nó thuộc về bộ hỏa. Nó thuộc về giáp ngọ. Như thế chúng ta sẽ được 3 điểm ở tại bộ hỏa. Ở tại bộ hỏa chúng ta đã tính rồi. Thì như vậy là chúng ta xem cái huyệt nào nó nằm ở Nhâm Thìn trong Kinh Vị. Chúng ta thấy Tấn của Kinh Tỳ, Tấn Vinh Du Kinh Hợp. Đến đây là Kinh Tỳ xong. Thì chúng ta qua Kinh Vị, Tấn Vinh Du Nguyên. Nguyên huyệt của Kinh Vị thuộc về Thử. Như thế bộ Thử sẽ được 4 điểm. Quý vị thấy chưa? Nào bây giờ chúng ta qua cái anh Nhâm Ngọ. Nhâm Ngọ thuộc về chu kỳ của 10 ngày. Và chúng ta cũng tính sau đó là 1 ngày. Bây giờ chúng ta sẽ đưa cái anh Nhâm Ngọ vào đây. Thì Ngọ nằm đây, thì Nhâm Ngọ nằm đây. Nhâm Ngọ, quý vị tính ngược. Quý, Nhâm, Tân, Canh, Kỷ, Mậu, Đinh, Bính, Ất, Giáp. Nó thuộc về Giáp Túc. Chúng ta tính Tý, Dần, Giáp Tý, Giáp Dần, Giáp Thìn, Giáp Ngọ, Giáp Thân của Giáp Tuất. Tý, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất. Như vậy nó thuộc về họ của bộ Kim. Nhưng mà ở đây chúng ta khởi từ Kinh Phế. Bộ Kim thuộc Kinh Phế là Kinh Âm, bắt đầu nó chuyển. Thì chúng ta tính tới Nhâm Ngọ, xem nó thuộc Kinh Dương, nó nằm ở trên Kinh Phế hay là chuyển qua Kinh Đại Trường. Chúng ta thấy Tấn Vinh Du Kinh Hợp, hết chu kỳ của Kinh Phế, Giáp Tuất. Thì chúng ta tính qua Kinh Đại Trường, Tấn Vinh Du Nguyên Huyệt của Kinh Đại Trường. Mà Đại Trường thì nó nằm ở tại Bộ Thổ. Như vậy cái điểm số của nó sẽ được tính ở tại Thổ, chu kỳ của anh Giáp. Giáp Ngọ, Giáp Thân, chu kỳ của Giáp Thân. Nào bây giờ chúng ta thấy số điểm của nó, 5 điểm, nó nằm ở góc dưới này. Và nó thuộc về bộ Thổ. Mà nó lại là nguyên huyệt. Như vậy là chúng ta thấy 10 ngày là bộ Thổ, 1 ngày nó sẽ là nguyên huyệt của Kinh Phế. Mà nguyên huyệt của Kinh Phế hành Mộc. Nguyên huyệt của Kinh Phế hành Mộc. Mà Mộc huyệt thì chúng ta tính qua bộ Mộc sẽ được số điểm của nó là 6 điểm, chu kỳ của 1 ngày được 6 điểm, nó thuộc về Mộc. Bây giờ chúng ta qua 10 canh giờ và 1 canh giờ. Nó thuộc về Ất Tỵ.
chúng ta đưa Á Tỵ vào trong cung Tử Vi. Tỵ nằm đây, như vậy là Á Tỵ nó sẽ nằm ở đây. Bây giờ quý vị tính ngược: Quý, Nhâm, Tân, Canh, Kỷ, Mậu, Đinh, Bính, Ất, Giáp. Như vậy nó thuộc về chu kỳ của anh Giáp Thìn. Quý vị thấy Giáp Thìn và Ất Tỵ, mà Giáp Thìn của nó thì quý vị thấy Tý, Dần Thìn, nó thuộc về Mộc, nó thuộc chu kỳ của anh Giáp Thìn. Mà Giáp Thìn chúng ta khởi từ kinh Can, thì như vậy nó vẫn Ất Tỵ nó vẫn nằm ở chu kỳ của kinh Can, tức là vinh huyệt của kinh Can. Như vậy 10 canh giờ nó thuộc về Giáp Thìn và thuộc về bộ Mộc, chúng ta sẽ được 7 điểm ở đây thuộc về Mộc. Vừa rồi chúng ta tính cái anh Nhâm Ngọ là nó thuộc về Mộc. Bây giờ chúng ta tính một canh giờ nó thuộc về vinh huyệt, tĩnh vinh, vinh huyệt của kinh Can, vinh huyệt của kinh Can hành thổ. Như vậy là chúng ta có được số điểm 8 điểm, nó thuộc về bộ thổ. Bây giờ chúng ta cộng số điểm này coi bộ nào là ưu tiên hơn. Chúng ta có Lộ Thiên, Thủy Hỏa. Chúng ta được 9 điểm với 3 điểm là 12. Ở bộ Thủy được 2 điểm là 14 điểm. Ở đây chúng ta có 12 điểm. Ở đây chúng ta được 2 điểm, tức là Lộ Thiên. Lộ Nhân, Kim Mộc, chúng ta thấy có bao nhiêu? Bộ Mộc có 13 điểm. Bộ Kim không có điểm nào. Bây giờ chúng ta tính theo Thổ Thử, tức là Lộ Địa. Chúng ta được 5 điểm ở Thổ, chúng ta được 4 điểm ở Thử, đúng không? Sau khi chúng ta sử dụng đưa thiên thời vào, thời châm vào, thì chúng ta có các điểm số của Lộ Thiên 14 điểm, Lộ Nhân 13 điểm và Lộ Địa 9 điểm. Bây giờ nếu chúng ta giữ Lộ Nhân làm chủ kinh có du, thì chúng ta cộng số điểm của Thủy Hỏa và Thổ Thử không có du, chúng ta cộng số điểm của cái không có du, thì chúng ta thấy nó lớn hơn Lộ Nhân 14 với 9 là 23, phải không ạ? Chúng ta được 23 điểm nếu chúng ta cộng không có du, Thủy Hỏa không có du, Thổ Thử không có du, chúng ta cộng cái này lại thì nó cao điểm hơn. Nếu chúng ta tính rời mà có du thì chúng ta thấy Thủy Hỏa có du. Chúng ta thêm du ở đây, phải không ạ? Chúng ta loại bỏ, chúng ta giữ Kim Mộc có du. Hồi trước khi tôi hướng dẫn cái phần mà chủ kinh có du nha, tôi ôn lại bài cho quý vị nhớ. Lúc ban đầu tôi hướng dẫn là chủ kinh không có du, đúng không, theo cách 1. Khi chuyển qua cách 2 không có du, thì chúng ta có Kim Mộc có du,
lấy cái này làm chủ kinh và chúng ta tìm thêm một cái bộ nữa có du, đó là chủ kinh phụ có du, nhớ chưa, nhớ không? Bây giờ theo cái phần này đưa thời trong vào thì chúng ta chỉ chọn chủ kinh có du và bốn cái kia sẽ không có du. Đó, nếu không đưa thời trong vào, nếu không đưa thời trong vào thì chúng ta lấy chủ kinh có du và chúng ta chọn một trong hai, tức là thủy hỏa thêm vào có du, phụ kinh có du hoặc là thổ thử phụ kinh có du. Nếu không đưa thời trong vào, bây giờ đưa thời trong vào thì có giá trị của nó cao hơn, là chúng ta cộng điểm của các lộ thiên, lộ địa nha, cộng điểm hai lộ này thì nó cao điểm hơn lộ nhân, phải không ạ? Thì ở đây là chủ kinh có du và bốn cái thủy hỏa cái mộc được cộng điểm vào thì nó sẽ không có du. Đó là cái cách tính khi đưa thời trầm vào. Thì cái này nó có lợi như thế này thưa quý vị. Bây giờ quý vị đưa khất huyệt vào nhé, đưa khất huyệt vào thì khất huyệt chính của nó sẽ nằm ở tại thủy hỏa và thổ thử. Những cái không có huyệt du chúng ta đưa khất huyệt vào. Đó, những cái không có huyệt du thì chúng ta đưa khất huyệt vào. Khất huyệt là nó lấy cái khí hóa của trời đất vào trong cơ thể và nó chuyển hóa cái chức năng của cơ thể. Thì ở đây chúng ta sử dụng thủy hỏa và thổ thử không có du thì chúng ta thoải mái đưa kim mộc ở tại thủy hỏa và thổ thử. Còn trường hợp mà kim mộc có khất huyệt thì đây cái khất huyệt của nó đã có sẵn đúng không? Như vậy là chúng ta sử dụng 6 khất huyệt. Cái khất huyệt ở đây nếu mà chủ kinh có du nhé, mà chúng ta đưa khất huyệt vào thì cái khất huyệt này nó không có tiếp xúc mạnh với lại khí hóa của vũ trụ. Khí hóa của vũ trụ là ở tại điểm chủ kinh không có du. Khi không có du, chúng ta đưa khất huyệt vào ở tại nơi không có du huyệt thì khất huyệt đó nó tiếp thu được cái khí hóa của vũ trụ rất là mạnh. Quý vị nhớ điểm đó. Cái khất huyệt ở đây nó chỉ là vận hành ở trong, bởi vì nó có du cho nên hai cái này nó thông nhau thì khất huyệt của nó không tiếp thu được cái giá trị của vũ trụ. Mà nơi không có khất huyệt, tức là thủy hỏa không có khất huyệt, thủy hỏa không có du huyệt, thổ thử không có du huyệt, chúng ta đưa khất huyệt vào thì nó tiếp thu được khí hóa của vũ trụ rất là mạnh. Đó là cái điểm chính tôi thường hay lặp đi lặp lại để cho quý vị nắm thật là vững, đúng không? Nào bây giờ chúng ta đi vào tôi bôi đi nha, chúng ta đi vào phần bài học của chúng ta ngày hôm nay. Nó có một số cái phần mới chút xíu. Thì những lần trước chúng ta đã thảo luận thủy hỏa rồi. Tuần vừa rồi chúng ta thảo luận thổ thử rồi. Kỳ này chúng ta thảo luận đến kim mộc. Bên đây chúng ta thảo luận hai bộ kim mộc. Quý vị nhìn lên trên bảng nha. Trong trường hợp nào chúng ta sử dụng hai bộ kim mộc
Thứ nhất là kim hữu lực. Kim hữu lực, xin lỗi, kim vô lực và mộc hữu lực. Kim vô lực và mộc hữu lực. Hoặc ngược lại, kim hữu lực và mộc vô lực. Chúng ta quân bình nó, tức là chúng ta sử dụng kim mộc. Hoặc là cách thứ hai, hoặc là kim và mộc bằng nhau, tức là cùng hữu lực, hoặc là kim và mộc cùng vô lực. Đó là cái nét chính mà chúng ta phải lưu ý. Thì đưa kim mộc vào đồng nghĩa với lại tôn lại thủy hỏa và thổ thử. Khi quý vị nghe mặt, quý vị thấy rõ rằng đương nhiên là quý vị so sánh giữa hai cái lực khác với nhau. Trong trường hợp này, giả sử như kim mộc, quý vị thấy nó quá mạnh hơn so với bốn bộ còn lại, tức là thủy hỏa và thổ thử, nó rất là yếu, nhưng kim mộc rất là mạnh. Thì chúng ta lấy kim mộc làm chính. Nhớ chưa? Hoặc là quý vị nghe mặt mà kim mộc nó quá yếu, lực mạch ở tại thủy hỏa với thổ thử rất là mạnh, thì quý vị cũng lấy kim mộc làm chính để ổn định và điều chỉnh. Hoặc là kim hữu lực, mộc vô lực, và ngược lại, kim vô lực, mộc hữu lực, nó quá mạnh đi. Chúng ta để tay vô nghe mặt, chúng ta thấy ngay. Trong cái đó, thủy hỏa và thổ tử lại đi bình thường. Thì chúng ta lấy kim mộc để điều chỉnh nó. Quý vị lưu ý cái này. Thì điều chỉnh nó, chúng ta có hai cách căn bản. Cách thứ nhất, chủ kinh kim mộc không có du. Cách thứ hai, chủ kinh kim mộc có du. Như trường hợp vừa rồi là kim mộc có du đó, bốn cái kia không có du. Theo cách một của chúng ta là chủ kinh kim mộc không có du, thì bốn cái kia có du. Điều đó là chúng ta có hai nguyên tắc để chúng ta đánh. Đó là phần căn bản. Khi sử dụng huyệt, thì chúng ta có các phần sau. Phần thứ nhất, chúng ta đã học rồi, một âm đi với hai dương, đúng không? Như trường hợp ở đây, chúng ta có phế âm đi với hai dương, đó là thời sinh là đại trường, thời thanh đó là bằng quang. Ở đây chúng ta có kinh can thời sinh, nó là đợm. Thời thanh, nó là tam tiêu. Quý vị có thể sử dụng ba kinh, hai dương đi với một âm. Đợm, tam tiêu đi với kinh can. Điều chỉnh bộ mộc có nghĩa là điều chỉnh bộ kim. Hoặc là quý vị có thể sử dụng phế đi với đại trường và bàng quan. Sử dụng kim, ổn định kim có nghĩa là ổn định cho mộc. Ôn lại bài. Chúng ta có một âm, hai dương. Và đồng thời chúng ta cũng có một dương đi hai âm. Một dương đó là gì? Là bàng quang. Hai âm của bàng quang là gì? Một âm theo thời sinh, đó là thật. Một âm theo thời thành,
đó là phế. Ở kinh Tam Tiêu, một âm theo thời sinh là tâm bào, và một âm theo thời thành đó là can. Quý vị có thể sử dụng ba kinh ở tại bộ mộc, một dương là tam tiêu, hai âm tâm bào và can, ổn định phần dương của mộc. Đây là dương mộc thì có nghĩa là ổn định cho cái phần kim, dương kim, và đồng thời nó cũng ổn định luôn trong cái phần âm kim. Ở đây là âm kim, âm kim là phế, dương kim là bàng quang. Âm kim là can, dương âm mộc là can, dương mộc là tam tiêu. Ổn định cho dương mộc có nghĩa là ổn định cho dương kim, cũng có nghĩa là ổn định cho âm kim. Dùng ba kinh bàng quang thận phế có nghĩa là ổn định cho dương kim, và đồng thời cũng có nghĩa là ổn định cho dương mộc, và đồng thời cũng có nghĩa là ổn định cho âm mộc. Tôi đã thường hay lặp đi lặp lại ở cái chỗ là dùng thủ châm để ổn định cho túc, dùng túc để chữa cho thủ, dùng dương để chữa cho âm, dùng âm để chữa cho dương. Dương châm, âm châm, thủ châm, túc châm, nó bổ túc cho nhau, nó hỗ trợ cho nhau và nó chữa cho nhau, nó điều chỉnh cho nhau. Thì điều đó cũng có nghĩa là sử dụng dương mộc có nghĩa là điều chỉnh cho âm mộc, dùng dương mộc cũng có nghĩa là điều chỉnh cho dương kim, cũng có nghĩa là điều chỉnh cho âm kim. Đây là cái nét đặc biệt của lục khí mà chúng ta có rất nhiều và rất nhiều các tánh. Quý vị nhớ lại bài chưa? Rồi bây giờ chúng ta đi qua cái phần mới một chút xíu. Thì từ đây chúng ta thấy này, trước hết chúng ta sử dụng dương của kim mộc để ổn định. Dương của kim mộc, chúng ta thấy, nhìn ở đây chúng ta thấy cái nào thuộc dương của kim mộc. Chúng ta có bốn dương, chúng ta có bốn dương để ổn định cho kim mộc. Ở đây chúng ta thấy kim mộc nó thuộc về phế và can, âm, âm kim và âm mộc, thì chúng ta sử dụng dương để ổn định cho mộc và kim. Quý vị thấy không? Chúng ta không cần sử dụng kinh phế và kinh can, mà chúng ta sử dụng luôn cả bốn kinh. Đó là kinh Đợm, kinh Tam Tiêu, kinh Đại Trường và kinh Bàng Quang. Thời sinh và thời thành của bốn dương nó ổn định cho hai âm. Đây là cái nét triển khai thêm để cho quý vị thấy. Rồi nếu còn thì giờ chúng ta sử dụng bốn âm để điều chỉnh cho hai dương kim mộc. Bốn âm đó là tâm bào, là can, thận, phế, và điều chỉnh cho bàng quang và tâm tiêu. Bây giờ tôi giới thiệu cái phần trên này trước để cho quý vị có một cái nhìn sâu. Chúng ta sử dụng bốn dương, thời sinh thời thành của bốn dương mà nó nằm trong cái hệ kim mộc, tức là điều chỉnh cho phế và can. Ở đây phế và can chúng ta không đụng tới. Tôi lấy thí dụ, ở tại âm của kim mộc, chúng ta thấy mặt của nó đi trầm, tức là âm bệnh, đúng không? Đây là mặt âm của phế và can vô lực, chúng ta thấy mặt trầm, nhấc tay lên nó không có lực đi theo, tức là trầm, trầm mà vô lực.
chưa kể mặt của nó đi phục, vô lực ở tại kim mộc, tức là âm bệnh, tức là âm của kim và âm của mộc bệnh. Cái dương không có thì chúng ta dùng dương để chúng ta điều chỉnh. Quý vị nắm hay chưa? Dùng dương để điều chỉnh cho hai âm. Đó. Ở đây nếu mà trường hợp mạch đi như vậy là chúng ta lưu ý đến tình trạng trường hợp là chúng ta dùng bốn dương để điều chỉnh cho hai âm ở đây. Kinh can và kinh phế không động đến, không động một huyệt nào hết. Mà chúng ta sử dụng bốn kinh dương để chúng ta quân bình. Dùng dương để chữa cho âm. Thì chúng ta xem, ở đây chúng ta dùng dương châm phải không? Dương châm. Nào. Bây giờ nó có một trường hợp khác, tức là mạch đi phù hư. Trường hợp này là trường hợp mạch đi phù hư. Dương có bệnh không? Mạch đi phù mà vô lực là dương bệnh. Âm có bệnh không? Có, mạch đi vô lực luôn. Như vậy là dương bệnh mà âm cũng bệnh nữa. Cái khí của nó quá nhiều của phần âm. Kinh âm đi lên rất là nhiều mà kinh dương đi xuống không được. Thì chúng ta vẫn sử dụng dương để chữa cho âm. Chữa cho dương và đồng thời có nghĩa là chữa cho âm. Như vậy trong trường hợp này mạch đi như vậy là chúng ta điều chỉnh tại phần dương đang bệnh. Chúng ta vẫn sử dụng bốn kinh dương. Đúng không ạ? Quý vị hiểu cho anh chưa? Ngoài ra, mặt đi như thế nào nữa? Mặt đi quả ly, tức là dương và âm đều bệnh. Lực trung án không có, cũng vẫn sử dụng bốn dương để điều chỉnh cho kim mộc. Bốn dương của kim mộc, điều chỉnh cho kim mộc. Điều chỉnh cho dương và cũng thời đồng thời điều chỉnh cho âm. Mặt đi như thế nào nữa? Mặt đi theo quẻ càn, tức là cùng hữu lực. Như vậy là cái này là dư lực của dương và dư lực của âm. Phù cũng dư, lực trung án có và trầm cũng dư. Như vậy là hữu lực nhất, hai bộ kim mộc cùng hữu lực so với bốn bộ còn lại. Chúng ta vẫn sử dụng bốn dương để chữa cho kim mộc. Dùng dương chữa cho âm và đồng thời cũng chữa cho chính nó. Mặt đi như thế nào nữa? Mặt đi theo các quẻ quả ly, quả khôn. Mặt đi theo quả khôn, nó vô lực hoàn toàn, dương và âm đều bệnh. Như vậy chúng ta cũng vẫn dùng dương để chữa cho âm. Mặt đi như thế nào nữa? Mặt đi theo cái quẻ tốn. Cùng hữu lực nhưng âm nó thiếu khí. Âm nó dư khí, khí đi lên nhiều hơn. Phần dương nó thiếu huyết đi xuống, chậm. Xuống được nhưng mà chậm. Hữu lực nhất trong tất cả các bộ đều sử dụng được hết. Mặt đi như thế nào nữa? Mặt đi theo hữu lực, tức là đi theo quả đoài. Phần của âm thiếu khí đi lên, mặt đi trầm. Phần của dương huyết nhiều hơn nhưng mà nó hữu lực. Thì thường thường chúng ta biết là lực trung án có, tức là dễ chữa. Đó là phần căn bản. Mặt đi như thế nào nữa? Mặt đi là ở kim hữu lực ở phần dương, mặt mộc hữu lực ở phần âm. Chúng ta thấy mặt của nó khác. Thì nói tóm lại là ở hai bộ vị mặt
vô lực và hữu lực đều sử dụng được hết. Mà nguyên tắc chữa bệnh của chúng ta là lấy kim mộc để điều chỉnh cho chính nó, và cũng chính là điều chỉnh cho tất cả các bộ. Mà ở đây tôi giới thiệu bốn dương để chúng ta sử dụng huyệt. Quý vị nắm phần này nha. Nó hơi khó chút xíu, nhưng mà nắm được cái quy tắc chúng ta thấy dễ lắm. Nào bây giờ chúng ta đi vào phần bài học này. Tất cả đều sử dụng dương châm hết nha. Tôi gom lại một bài. Tôi gom lại một bài. Bộ mặt của nó. Trước hết, kinh dương ở đây. Chúng ta có kinh tam tiêu. Kinh dương ở đây, chúng ta có kinh bằng quang. Chúng ta có đại trường nằm đây đúng không? Đại trường phải không? Đại trường nó nằm ở bộ huyệt này. Đỡm, đỡm nằm đâu? Đỡm nằm đây. Chúng ta có bốn dương nè. Tam tiêu nè. Đỡm. Bằng quang và đại trường. Đúng không? Chúng ta sử dụng hệ dương châm. Rồi, bây giờ chúng ta đã biết là trong hệ dương châm này mà chúng ta chọn kim mộc, can và phế không đụng đến phải không? Yeah. Chúng ta có hai dương, dương ở đây tức là tam tiêu và đẩm. Dương ở đây có hai là đại trường và bàng quang, đúng không? Yeah. Khi đưa vào bộ mạch thì tôi chẻ nó ra, đưa trở về vị trí mạch, đưa trở về vị trí huyệt và đường kinh. Đỡm nằm ở đây đúng không? Yeah. Bàng quang nằm đây phải không? Đại trường nằm đây phải không? Yeah. Và tam tiêu nằm đây. Quý vị cho tôi biết cái nào không có dùng và cái nào có dùng. Kim mộc có dùng. Kim mộc có dùng. Gì nữa? Thổ thử không dùng. Gì nữa? Thủy hỏa không vô. No. Không xài vậy được. Không xài vậy được. Mình cho thổ, thủy hỏa là một là thủy hỏa có vô. Thủy hỏa có vô. Rồi bốn cái kia. Không vô. Không vô. Gì nữa? Cho bốn âm vô. Tức là bốn, tức là ở đây chúng ta có bốn đường kinh, quan tròn nó lại đường kinh chính. Chúng ta có hai kinh dương phụ, đó là vị gạch dưới và tiểu trường gạch dưới, đúng không? Bây giờ chúng ta phân tích nha, chúng ta coi. Khi chưa chia nó ra thì chúng ta đồng ý kim mộc làm chính, đúng không? Kim mộc làm chính. Chúng ta chọn bốn dương để chúng ta chữa bệnh. Khi đưa kinh dương vào thì bắt buộc là phải đưa trở về cái bộ vị của bộ mạch lục khí, đúng chưa? Chúng ta lấy tam tiêu, đại trường, bàng quang và đỡm là bốn kinh chính. Khi đưa như vậy thì chúng ta thấy thủy hỏa nó không có là kinh chính, nó sẽ là kinh phụ, đúng không? Yeah. Rồi. Có người ý kiến cho rằng thủy hỏa có du nha. Chúng ta phân tích nha. Thủy hỏa có du thì kim mộc và thổ thử sẽ không có du. Phải vậy không? Thì phải có. Tại vì bốn cái này nó phải đi chung với nhau. Nó phải đi chung với nhau.
nó mới nói lên được bốn dương để chữa cho hai âm. Cái đó là cái quy luật không thể nào, không thể nào. Chúng ta muốn quân bình kim mộc mà muốn quân bình kim mộc thì kim mộc phải giống nhau, không thể khác. Cho nên nó mới có giá trị của quân bình kim mộc. Mà ở đây kim mộc nó là mấy dương? Nó là bốn dương. Mà bốn dương đó phải giống nhau. Nếu có du là có du hết, nếu không có du là không du hết, nó mới có giá trị cao. Nếu để thủy quả có du thì phải chọn một trong cái kim mộc hoặc là thổ thử phải có du nữa. Bốn cái. Thành ra không thể để cho chị quên cái nét này. Chị quên cái nét này. Một cái du phải không du. Quên cái nét này. Nếu chúng ta chọn thủy hỏa có du thì bốn cái này sẽ không có du, bởi vì nó bằng nhau. Bởi vì chúng ta quân bình kim mộc thì nó phải bằng nhau. Mà kim mộc của nó chính là bốn dương, chúng ta dùng bốn dương để chúng ta chữa, đồng ý không? Bắt buộc là phải giống nhau hết. Có du là có du, không có du là không có du. Nhưng mình có thể thấy bốn cái có du không thầy? Có. Nếu cách thứ nhất, nếu chúng ta chọn thủy hỏa có du thì bốn cái kia không có du. Nếu chúng ta không chọn thủy hỏa có du thì bốn kia phải có du. Như vậy là chúng ta có hai cái tánh căn bản. Quý vị nắm cái quy luật này. Dùng hệ dương châm, chúng ta có hai cái tánh căn bản. Căn bản thứ nhất là thủy hỏa có du và bốn cái kia không có du. Cái tánh thứ hai là thủy hỏa không có du, là bốn cái kia đều có du. Nó khác chút xíu chỗ đó nhưng kết quả của nó rất là cao. Nó mới nói lên được cái nét kim mộc. Hỗ trợ, dùng bốn dương để hỗ trợ cho ông. Bây giờ tôi nói cái nét thủy hỏa có du. Bây giờ tôi đi chậm chút xíu nha. Thay vì tôi đi nhanh trở lại, tức là ở đây chúng ta có không có du đúng không? Không có du. Thì chúng ta sẽ sử dụng gì? Tĩnh vinh nguyên kinh. Tĩnh vinh nguyên kinh. Dương châm không có huyệt hợp căn bản đó. Đúng không? Thì cái này nó là tĩnh vinh nguyên kinh, tĩnh vinh nguyên kinh. Đúng không? Đúng. Bây giờ tôi đi chậm chút xíu. Bây giờ tôi hỏi quý vị nè. Kinh vị. Bây giờ nha, kinh bằng quang, tĩnh vinh nguyên kinh đúng không? Kinh đậm, tĩnh vinh nguyên kinh, kinh tam tiêu, tĩnh vinh nguyên kinh, và kinh đại trường, tĩnh vinh nguyên kinh đúng không? Thì kinh vị và kinh tiểu trường có huyệt nào không? Hả? Chỉ có huyệt du thôi. Có du và có kim mộc và thổ thử. Đúng vậy. Cái đó là mình có một cái nhìn thuộc bài. Tức là ở tại đây kim mộc và thổ thử đi hết kinh không có du. Thì ở tại vị và kinh tiểu trường phải sử dụng huyệt hành kim mộc và thổ thử. Cái đó là đúng bài bản luôn và chính xác luôn. Đồng ý không? Nó chỉ khác cái là không có du và có du mà thôi, đúng chưa? Rồi bây giờ ở đây không có du, ở đây không có du, thì ở trên kinh bằng quang đẩm tức là có du. Ở trên kinh bằng quang đẩm tam tiêu và đại trường có du, đúng không ạ? À? Thì ở bốn kinh dương này chúng ta sử dụng huyệt gì? Tĩnh vinh bằng quang nè. Không. Mình chỉ dùng cái vị tiểu trường nguyên bộ thôi. Mình chỉ dùng ở vị tiểu trường tĩnh vinh nguyên kinh.
Còn bốn cái kia thì chỉ dùng thổ khí hỏa. Nào, bây giờ tôi trở lại cái phần lúc nãy nha, coi tôi trở lại nha. Trở lại cái kia có dùng. Ok, trở lại cái này có dùng. Và trở lại cái này có dùng. Vừa rồi quý vị cho tôi biết là ở trên kinh Bàng Quang, Đổng, Tam Tiêu và Đại Trường không có dùng. Và chúng ta sử dụng Tịnh, Vinh, Nguyên Kinh, đúng không? Ở trên Vị và trên Tiểu Trường có Du Huyệt, đúng không? Và thêm Kim Mộc Thổ Thử. Giờ tôi cho coi nha. Ở trên Kinh Vị, Huyệt Tấn của nó hành gì? Hành thổ. Tấn của nó hành thổ. Vinh của nó hành gì? Kim. Thổ Kim. Thổ Kim, đúng không? Có Du, đúng không? Rồi, cái gì nữa? Nguyên Huyệt. Nguyên Huyệt của Kinh Vị hành gì? Hành thử. Và Huyệt Kinh, Kinh của Kinh Vị hành mộc. Tôi quan trọng Du Huyệt lại. Quý vị trả lời vừa rồi là ở trên Kinh Vị chúng ta xài hai bốn huyệt là Kim Mộc và Thổ Thử, đúng không? Yeah. Vừa mới trả lời thì tôi đưa vào thì chúng ta thấy là Tấn, Vinh, Du, Nguyên Kinh. À, thấy chưa? Thấy không? Ở trên Kinh Tiểu Trường có huyệt Du, có huyệt Kim Mộc và có huyệt Thổ Thử, đúng không? Nào, bây giờ tôi đưa vào nha. Tấn huyệt của Kinh Tiểu Trường hành thử nè. Vinh huyệt của nó thử sinh mộc nè, là có huyệt mộc nè. Du huyệt có nè. Nguyên huyệt của nó là thổ. Và kinh huyệt của nó là kim. Như vậy nó đi chọn kinh rồi. Mà có Du. Cái này là đi chọn kinh không có Du. Tịnh Vinh Nguyên Kinh. Tịnh Vinh Nguyên Kinh. Tịnh Vinh Nguyên Kinh. Và Tịnh Vinh Nguyên Kinh. Vừa mới xác nhận là ở đây có Du. Và sử dụng bốn hành Kim Mộc và Thổ Thử, tôi đưa nó vào thì nó là chọn kinh có Du, không có huyệt hợp. Đồng ý không? Rồi. Ở đây có phải là đi chọn kinh không? Tức là Tịnh Vinh không có Du, Nguyên Kinh. Tịnh Vinh, Nguyên Kinh. Đúng chưa? Đúng. Đúng, chính xác luôn. Rồi. Nào, bây giờ tôi hỏi nè. Tôi hỏi. Nếu quý vị loại bỏ. Không. Bỏ, cái này là cái toa chắc chắn rồi. Bây giờ quý vị xem cái toa này nha. Quý vị cho tôi biết nội kết nó nằm ở đâu. Vinh trong Kinh Dương nội kết đó là Vinh và nằm hết tất cả. Nội kết nó nằm ở đâu cái ta? Nội kết nó nằm ở huyệt nào? Vinh và Nguyên. Vinh có không? Có. Nguyên có không? Có. Vinh có không? Nguyên có không? Vinh có không? Nguyên có không? Vinh có không? Nguyên có không? Như vậy là cái toa này nó bao gồm luôn cả nội kết. Đồng ý không? Yeah.
Bây giờ cho tôi biết ngoại kết là huyệt nào ở bộ này? Dương, dương châm, ngoại kết. Tĩnh hợp. Tĩnh, không phải, đâu có huyệt hợp. Tĩnh kinh. Tĩnh và kinh, đúng không? Tĩnh có không? Có. Kinh có không? Có. Tĩnh, kinh, tĩnh, kinh, tĩnh, kinh, tĩnh, kinh, tĩnh, kinh. Ngoại hết, ngoại kết luôn. Yeah, đủ hết. Thế thì khi chúng ta sử dụng bốn kinh, chủ yếu của nó là không có dùng. Và hai kinh thủy hỏa có dùng. Và nó sử dụng bốn huyệt kim mộc và thổ thử. Thì chúng ta thấy cái dàn kinh, cái dàn huyệt của nó được xác định là như thế. Đúng không? Rồi. Nó cũng chính là gì? Nội kết và ngoại kết hiện hữu. Đúng chưa? Như vậy toa này có điều chỉnh cho hệ âm kim mộc không? Có. Có điều chỉnh cho hệ thổ thử không? Có. Có điều chỉnh cho hệ thủy hỏa không? Có. Điều chỉnh hết. Điều chỉnh hết luôn toàn bộ bộ mặt. Cho dẫu rằng kim mộc nó có đi hữu lực, nó có đi vô lực, nó có đi một bên hữu lực, một bên vô lực. Tất cả các quẻ, càn khảm, cấn chấn, tốn ly, khôn tuệ đều là quẻ bệnh hết. Bởi vì cái hữu lực, cái vô lực, hai cái cùng hữu lực hoặc hai cái cùng vô lực, thì nó đi theo dạng quẻ nào cũng đều điều chỉnh được hết. Đây là cái nét căn bản của bốn kinh dương mà được điều chỉnh vào đây. Giờ là hết sảy phải không? Rồi, bây giờ chúng ta đi tiếp chỗ này. Chúng ta đi tiếp này. Bây giờ chúng ta bỏ bớt huyệt nha. Bỏ bớt huyệt. Đây là đầy đủ huyệt. Và cái giá trị của nó rất là cao. Đồng ý không? Nếu như bệnh nhân bị nhức đầu ở vùng nào đó, thì quý vị massage vùng đó. Hoặc dán salon bát vùng đó. Đau lưng. Tìm được cái điểm đau ở nó. Nó là huyệt A thị. Dây nhấn thật mạnh để làm thông cái điểm đau. Ở tay cũng vậy mà ở chân cũng vậy. Nó sẽ có những cái điểm đau rất đau. Và dây ấn nó. Cái giá trị của nó tương tự như thập chỉ đạo. Nhưng mà thập chỉ đạo thì có các huyệt khóa. Ở trong lục khí không có huyệt khóa. Chúng ta không có sử dụng khóa huyệt ở trong thập chỉ đạo. Mà chúng ta sử dụng các huyệt này thì nó thông nhau, thì cái điểm thống điểm, tức là điểm A thị nó đâu, chúng ta dây nhấn, chúng ta tìm được nó và chúng ta dây nhấn thì cái thống điểm đó sẽ tan và bệnh nó phải bớt. Đó là cái nguyên tắc của lục khí. Nào bây giờ chúng ta bỏ bớt huyệt. Nếu chúng ta bỏ bớt huyệt thì chúng ta bỏ bớt huyệt nào? Ok, cái này là chúng ta nghiên cứu lại, chúng ta lấy, ở đây là nguyên tắc mà đầy đủ nhất. Bây giờ chúng ta bỏ bớt để chúng ta có một cái nhìn sâu hơn, tức là châm ít huyệt mà có kết quả cao. Đúng không ạ? À? Nào, bây giờ chúng ta bỏ bớt cái gì? Thứ nhất, chúng ta có huyệt nội kết. Bỏ bớt nội kết đi. Nếu bỏ bớt nội kết thì bỏ bớt hết, đúng không? Đúng chưa? Hoặc là chúng ta bỏ bớt nội kết huyệt phụ. Đây nha. Nếu chúng ta bỏ bớt nội kết thì bỏ bớt nội kết huyệt những kinh phụ. Những kinh phụ. Ở đây kinh nào là phụ? Quý vị nhìn trong này, cái kinh nào là kinh phụ? Thủy hỏa chính là kinh phụ. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta điều chỉnh cho kim mộc. Mà ở tại kim chúng ta có hai dương. Dương đó là đại trường và bàng quang, là dương chính của kim. Một âm hai dương. Ở tại mộc
chúng ta có hai dương chính, hai dương đó là tam tiêu và đẩm. Như vậy là chúng ta có bốn dương chánh, chúng ta không loại bỏ được. Đồng ý chỗ này không? Mà chúng ta loại bỏ nội kết, huyệt nội kết của kinh phụ. Kinh phụ đó là thủy hỏa. Như vậy là chúng ta bỏ bớt nội kết, huyệt nội kết. Huyệt nội kết ở đây chúng ta loại bỏ vinh và nguyên. Chúng ta giữ lại tĩnh và kinh. Thì đương nhiên cái giá trị của nó tương đối giảm đi một chút. Đồng ý không? Yeah. Rồi, đồng ý. Sau khi loại bỏ nội kết của hai hành, thủy hỏa, đương nhiên là vô huyệt phải giữ nha, loại bỏ vô huyệt là xong luôn đó. Bệnh tăng thêm, quý vị lưu ý nè. Khi chúng ta sử dụng huyệt để chúng ta điều chỉnh và điều trị, thì chúng ta có hai cái đánh căn bản là chủ kinh có vô và chủ kinh không có vô. Đó là hai cái tính căn bản. Thành ra lấy vô huyệt làm chính. Nếu tất cả đều là vô huyệt, đều có vô huyệt, sáu bộ này đều có vô huyệt, tôi tin chắc rằng bệnh nó sẽ tăng. Hoặc là không có vô huyệt, bệnh nó rất là bệnh nó tăng. Bởi vì sao? Bởi vì cái tà khí nó đang ở phần dương, nó chuyển qua phần âm ngay. Và từ phần âm chúng ta muốn đẩy cái tà khí của phần lý lên trên phần tạng đi ra ngoài biểu đó, thì chúng ta sử dụng không có vô hết hoặc là có vô hết thì nó không chẳng những không ra ngoài mà càng lấn sâu vào phần tạng, cho nên bệnh càng nặng thêm. Đó là phần tôi luôn luôn tôi lưu ý quý vị. Sáu bộ là bắt buộc phải có huyệt vô ở cách một hoặc là cách hai. Vô huyệt rất là quan trọng. Ở đây chúng ta thấy chúng ta bỏ nội kết vinh và nguyên ở phụ kinh, đúng không? Được chưa? Được. Chúng ta bỏ thêm nữa được không? Được. Chúng ta bỏ thêm nữa thì chúng ta bỏ thêm cái gì? Nào bây giờ chúng ta xem nha. Chúng ta xem nè. Chúng ta bỏ nội kết ở tại thủy hỏa, đúng không? Yeah. Rồi. Chúng ta thấy vinh huyệt của kinh vị nó đi về đâu? Quay cái hành của nó nha. Kim huyệt từ nội kết là nó đi theo bộ khí và đi theo bộ huyết. Vinh huyệt của kinh vị, đúng không? Nó đi vào kim. Thì ở tại kinh bàng quang phải sử dụng huyệt thần hỏa, đúng không? Hỏa huyệt của kinh bàng quang là huyệt gì? Là huyệt nguyên. Là huyệt nguyên, đúng không? Như vậy là chúng ta ở đây không có huyệt vinh, thì chúng ta bỏ huyệt hỏa của vị, tức là huyệt nguyên. Đây là chúng ta loại bỏ huyệt nội kết. Nội kết của vinh, chúng ta xét cái hành của nó. Như vậy là ở trên kinh vị chúng ta loại bỏ huyệt vinh, thì ở tại kinh bàng quang, bởi vì vinh huyệt của nó về bàng quang, thì ở tại kinh bàng quang chúng ta loại bỏ hành của nó đi về hành hỏa, tức là huyệt nguyên. Chúng ta loại bỏ nguyên huyệt của kinh vị là nó hành mộc. À xin lỗi, hành thử. Nguyên huyệt của kinh vị hành thử, nó sẽ đến đây. Thì ở tại kinh đởm
chúng ta phải loại bỏ huyệt hành hỏa. Hỏa huyệt là vinh. Vừa rồi quý vị cho tôi biết là chúng ta bỏ nội kết ở kinh vị và kinh thận, kinh tiểu trường, thì chúng ta phải xét cái hành của nó. Vinh huyệt của vị là hành kim, thì ở tại kinh bằng quang kim chúng ta loại bỏ hành hỏa. Hành hỏa của nó là huyệt nguyên. Ở trên kinh vị, nguyên huyệt của kinh vị hành thử, thì ở tại kinh đệm bỏ huyệt vinh. Chúng ta thêm huyệt để cho đầy đủ, chúng ta bỏ huyệt phải cho chính xác. Cái đó là cái lý của lục khí, cái hành của lục khí và sự vận chuyển của nó. Quý vị xong chưa? Vừa rồi quý vị bỏ vinh và nguyên. Nào bây giờ chúng ta trở qua kinh tiểu trường. Vinh huyệt của tiểu trường hành gì? Chúng ta thấy hành mộc, tĩnh, vinh. Vinh huyệt của kinh tiểu trường hành mộc, thì ở tại kinh tam tiêu bỏ huyệt gì? Bỏ huyệt thủy. Kinh tam tiêu, thủy huyệt của kinh tam tiêu là huyệt nguyên. Chúng ta còn tĩnh, vinh và kinh. Nguyên huyệt của kinh tiểu trường, nguyên huyệt của kinh tiểu trường là hành thổ. Thì ở tại kinh thổ chúng ta bỏ huyệt tĩnh vinh, tức là bỏ vinh huyệt của kinh đại trường. Tôi nói lại, trước khi loại bỏ các huyệt là chúng ta xác nhận rằng đây là cái tòa này rất là cao. Nó kết hợp giữa điều chỉnh toàn bộ của lục khí, và chúng ta sử dụng bốn dương để điều chỉnh cho các âm. Bây giờ chúng ta loại bỏ bớt huyệt. Tại sao loại bỏ bớt huyệt? Chúng ta thứ nhất là chúng ta xem cái giá trị của loại bỏ bớt huyệt như vậy, nó vẫn giữ cái giá trị cao hay không. Vẫn cao như thường thưa quý vị, chắc chắn là cao, mà điều nó chậm lại thôi. Như vậy chúng ta bỏ huyệt gì? Chúng ta loại bỏ huyệt nội kết. À, nội kết của hỏa và thủy. Chúng ta bỏ nội kết của hỏa không được không? Được. Đây nha, tôi nói lại chỗ này, bắt đầu quý vị bắt đầu coi này. Khi chúng ta loại bỏ nội kết, huyệt nội kết, chúng ta loại bỏ huyệt nội kết của vị không mà được không? Bởi vì sao? Vẫn được như thường. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta phải xét cái hành của kinh này. Huyệt nội kết là nó liên quan phần của khí. Huyệt nội kết của huyết nó liên quan đến phần của huyết. Đó. Nếu như quý vị tại kinh vị, quý vị bỏ hai huyệt nội kết vinh và nguyên của kinh vị đi, thì quý vị xét cái hành của nó. Vinh huyệt của kinh vị là hành kim, thì ở tại kinh bằng quang phải sử dụng loại bỏ huyệt hỏa, tức là huyệt nguyên. Tiếp theo, quý vị nên nhớ rằng quý vị loại bỏ một huyệt nội kết ở đây được không? Được. Vẫn giữ huyệt nội kết nguyên. Quý vị bỏ huyệt nội kết nguyên, giữ huyệt nội kết của vinh được không? Được. Miễn là làm sao? Khi sử dụng bỏ nội kết ở đây là phải xét cái hành mà nó liên lạc tới. Đấy. Vinh huyệt của kinh vị là kim. Nguyên huyệt của kinh kim bằng quang là hỏa. Bỏ hai huyệt này, bởi vì nó chúng ta loại bỏ để chúng ta theo dõi lỗ giạc ít huyệt lại. Bỏ nguyên huyệt ở trên kinh vị thì bắt buộc là phải loại bỏ cái hành thử của nó.
mà vinh huyệt của kinh đởm là hành hỏa. Giữ cái này được không? Tĩnh vinh vô nguyên kinh được không? Giữ không? Được không? Được. Đâu bắt buộc phải ở bên này bỏ mà bên này bỏ theo. Không có chuyện đó. Bởi vì các huyệt nó đâu liên quan. Nó chỉ liên quan vô huyệt mà thôi. Vô huyệt là phải giữ. Không được bỏ. Bỏ là bỏ hết. Thêm là thêm hết. Thành ra phải xét cái hành của nó mà chúng ta loại bỏ. Bây giờ nếu như quý vị loại bỏ vinh huyệt của kinh tiểu trường, có bắt buộc loại bỏ nguyên huyệt của tiểu trường không? Không. Loại bỏ nguyên huyệt của tiểu trường có bắt buộc loại bỏ vinh huyệt không? Không. Thấy chưa? Thành ra khi chúng ta loại bỏ thì chúng ta phải xét cái hành của nó để chúng ta có các huyệt của những đường kinh nối kết để chúng ta loại bỏ. Đâu có phải là chúng ta muốn bỏ vinh và nguyên mà vẫn giữ cái này được. Bởi vì sao? Bởi vì các huyệt mà nó liên quan nội kết là nó liên quan với nhau. Thêm là thêm, bớt là phải bớt. Do đó cho nên bỏ vinh huyệt ở đây thì chúng ta thấy vinh huyệt của kinh tiểu trường là mộc. Tĩnh vinh, vinh huyệt của nó là mộc. Thì ở tại mộc bắt buộc là phải loại bỏ huyệt thủy. Mà thủy huyệt của kinh tam tiêu, đường kinh tam tiêu là tĩnh vinh du nguyệt, nguyên huyệt loại bỏ. Nếu như quý vị muốn loại bỏ nguyên huyệt của kinh tiểu trường thì quý vị xét hành của nó tĩnh vinh du nguyên, tức là hành thổ. Thì ở trên kinh đại trường phải sử dụng loại bỏ người thành thủy, tĩnh vinh, như vậy là vinh huyệt. Thì đến đây chúng ta loại bỏ nội kết tất cả, tất cả hoàn chỉnh chưa? Hoàn chỉnh được không? Được, mới là loại bỏ đúng nội kết của nó. Thì điều đó có nghĩa là gì? Điều đó có nghĩa là nếu như quý vị loại bỏ vinh huyệt ở đây là phải xem nối kết của vinh huyệt ở đây nó về đâu, loại bỏ, hỗ trợ nó loại bỏ tiếp theo. Thế thôi, loại bỏ từng huyệt một, chứ không phải thích bỏ là bỏ. Quý vị thích bỏ vinh và nguyên, vinh và nguyên mà giữ mấy cái này không được, bởi vì nó không có sự nối kết. Loại bỏ cái này là phải loại bỏ cái nối tiếp. Rồi, khó không? Khó. Khó là bởi vì không thuộc bài. Nào, bây giờ chúng ta đi tiếp nè, loại bỏ tiếp nè. Bây giờ loại bỏ ngoại kết. Loại bỏ ngoại kết thì loại bỏ huyệt nào? Ở tại mấy cái kinh này loại bỏ cái nào làm chính? Tĩnh và kinh là ngoại kết. Nếu như quý vị loại bỏ, có bắt buộc loại bỏ tĩnh và kinh không? Không. Tuyệt đối không. Quý vị thích bỏ huyệt nào thì quý vị bỏ. Bỏ để nghiên cứu, bỏ để tìm hiểu, xem là khi mà mình dán huyệt đầy đủ như vậy rồi mà mặt nó chuyển chắc chắn là đẹp rồi. Bây giờ quý vị sử dụng loại bỏ từ từ để xem mặt nó có xấu đi không. Cái đó là cái nghiên cứu về sau mà tôi hướng dẫn. Khi mà mặt nó chuyển tốt rồi, quý vị loại bỏ đúng cách rồi, mặt không bao giờ xấu, cỡ nào cũng không xấu chứ, vẫn đẹp như thường. Bởi vì sao? Bởi vì nó đã điều chỉnh rồi và quý vị loại bỏ đúng cách thì mặt và bớt phải giảm đúng cách. Nào bây giờ quý vị, các tĩnh huyệt ở đây này, các tĩnh huyệt ở đây này, mình vừa rồi mình loại bỏ vinh và nguyên, tức là nội kết. Bây giờ mình bỏ ngoại kết. Bây giờ bỏ ngoại kết thì quý vị muốn loại bỏ ở đâu cũng được, không bắt buộc là phải là tĩnh và kinh. Một là tĩnh, hai là kinh, hoặc là một là kinh, hai là tĩnh, mà loại bỏ ở tại phụ kinh. Lấy cái này làm nền tảng loại bỏ mấy cái kia, tại vì những cái anh kia là nó đều ăn theo của cái anh này. Nào, bây giờ loại bỏ tĩnh huyệt của vị nha. Loại bỏ tĩnh huyệt của vị, chúng ta xét cái gì? Hành của nó.
tấn huyệt của kinh vị làn thổ. Như vậy nó sẽ vào đây. Đại trường như vậy phải loại bỏ huyệt gì? Hành hóa. Chúng ta xem tấn vân du nguyên kinh. Như vậy là bỏ kinh huyệt. Đủ chưa? Đủ chưa? Đủ rồi. Đại trường chỉ còn hai huyệt tĩnh nguyên thôi. Đúng không? Đúng. Bây giờ loại bỏ kinh huyệt, có cần phải loại bỏ tĩnh huyệt của tiểu trường không? Không. Không bắt buộc loại bỏ tĩnh huyệt của tiểu trường. Loại bỏ tĩnh huyệt của vị, chúng ta thích loại bỏ. Chúng ta ghét ghen tĩnh huyệt của kinh vị lắm, chúng ta loại bỏ nó. Nhưng mà rất thương ghen tĩnh huyệt của tiểu trường, chúng ta giữ lại. Có bắt buộc không? Đó. Chúng ta có quyền thương ghét mà. Nào, bây giờ chúng ta ghét ghen kinh huyệt của kinh vị, chúng ta loại bỏ nó. Thì chúng ta phải xét cái hành của nó. Kinh huyệt của kinh vị tấn vân du nguyên kinh, kinh huyệt của kinh vị hành mộc. Thì ở tại kinh tam tiêu mộc là phải loại bỏ huyệt hành hỏa. Như vậy là chúng ta loại bỏ tấn huyệt của tam tiêu. Thì còn lại trên kinh tam tiêu vinh và kinh, còn lại trên kinh đại trường tĩnh và nguyên, còn lại trên kinh vị, ở trên kinh bằng quang còn tĩnh vinh kinh, ở trên kinh đậm tĩnh nguyên kinh, ở trên kinh tiểu trường còn tĩnh du kinh. Quý vị thấy nét nào không? Bây giờ quý vị thấy tĩnh huyệt của kinh tiểu trường ghét quá, loại bỏ luôn. Đó. Thì ở trên kinh tiểu trường, quý vị sử dụng hành của nó, tĩnh huyệt của tiểu trường hành thử. Thì ở tại kinh đợm, loại bỏ huyệt thành thủy. Kinh đợm, tĩnh vân du nguyên kinh, kinh huyệt của kinh đợm loại bỏ, bởi vì nó hành thủy. Rồi quý vị thấy, ở đây tiểu trường còn hai huyệt ghét quá, bỏ ăn kinh. Thì quý vị xét cái hành của nó, tấn vân du nguyên kinh, như vậy hành kim. Thì ở trên kinh bằng quang loại bỏ tấn huyệt. Chúng ta còn lại bằng quang và tâm tiêu giống nhau, vinh và kinh. Chúng ta có đại trường và đợm giống nhau, tĩnh nguyên. Chúng ta có thổ thử, vị và tiểu trường có huyệt du. À, thấy không? Thấy không? Chúng ta loại bỏ có nguyên tắc, chúng ta loại bỏ có phương pháp, và chúng ta loại bỏ và thêm huyệt rõ ràng là hợp lý. Khi quý vị sử dụng những các cái này, thì quý vị nắm cho bằng được các căn bản của huyệt. Huyệt nào dẫn đến đâu, bỏ thêm. Thấy chưa, thấy chưa, thấy rõ ràng chưa? Yeah. Rồi bây giờ nha, bây giờ. Cái toa đơn giản nhất trong 6 đường kinh dương, dương châm của kim mộc thổ thử và thủy hỏa, sau khi chúng ta đưa đầy đủ các huyệt vào và loại bỏ bớt đi, thì chúng ta còn lại nhiêu đây huyệt nào? Bây giờ chúng ta loại bỏ nữa được không? Nó quân bình rồi, nó quân bình rồi, ở đây chỉ có du huyệt thôi. Ok, đúng không ạ? À? Yeah. Đúng rồi. Thì đây là coi như là ít huyệt nhất, đúng không? Yeah. Chúng ta có hai cách so sánh. Thứ nhất là bệnh nhân đến, chúng ta xem mạch, chúng ta thấy kim mộc của nó đang có vấn đề, và chúng ta sử dụng dương châm. Thì việc đầu tiên quý vị sử dụng hết tất cả các kinh, hết tất cả các huyệt cho tôi để điều chỉnh thật nhanh.
quý vị lưu kim hoặc là lưu salopat một thời gian ngắn, 15 phút hoặc 20 phút hoặc nửa tiếng, quý vị nghe mặt quý vị sẽ thấy mặt ta chuyển đẹp lắm, nó đồng đều ngay. Và sau đó rồi quý vị gỡ salopat ra, gỡ từ từ theo cái lối mà chúng ta loại bỏ từ từ và cuối cùng chúng ta giữ lại như thế huyền. Quý vị nghe mặt lại thử xem mặt chuyển vẫn đẹp như thường, bởi vì nó đã điều chỉnh rồi. Và quý vị gỡ hoặc là nhổ kim mà nó đã được ổn định quân bình rồi thì quý vị sẽ thấy cái giá trị của huyền đạo. Mà sau khi quý vị quân bình mạnh, tấn công nhanh và quý vị giảm bớt các kim và giảm bớt salopat, quý vị sẽ thấy nó như thế này, mặt của nó chuyển đẹp. Nhưng nếu như quý vị không sử dụng, không tấn công nhanh như lúc ban đầu mà quý vị sử dụng các huyệt này trước, nó chậm lắm, chậm thấy rõ luôn. Rồi quý vị bắt đầu thêm huyệt, và cuối cùng là quý vị sử dụng đầy đủ, mặt lúc giờ nó sẽ chuyển đẹp. Thì chúng ta có hai cách nghiên cứu, một là thực hiện đầy đủ các huyệt, sau đó rồi giảm bớt huyệt. Hai là đi ít huyệt, từ từ tăng huyệt, và cuối cùng nó trở thành rất nhiều huyệt. Và đó là cái nền tảng để chúng ta nghiên cứu. Tôi lấy thí dụ cùng cái này nha, cùng cái này. Bây giờ quý vị đưa kỳ kinh bát mạch vào, đưa khí huyệt vào đây, đưa khí huyệt vào. Thì khí huyệt nó nằm ở chỗ nào? Nằm ở chỗ nào? Cái có du hay không có du? Không có du. Không có du. Khí huyệt đưa tới không có du trước. Thì như vậy kim mộc không có du, nó chỉ có thủy hỏa có du thôi. Thì kim mộc không có du và thổ thử không có du, như vậy là khí huyệt nó đang nằm ở chỗ này. Thêm khí huyệt thì quý vị thêm khí huyệt ở tại kim mộc và thổ thử. Sau khi thêm khí huyệt ở đây thì quý vị nghe mặt lại, quý vị sẽ thấy rằng nó có hai dạng. Dạng thứ nhất là tất cả đều chuyển mạnh và chắc và rõ ràng. Cái thể thứ hai là hơi yếu ở thủy hỏa, bởi vì khí huyệt của nó dẫn truyền tiếp nhận cái giá trị của khí hóa của vũ trụ mạnh, nhưng mà mạnh ở tại kim mộc và thổ thử, nhưng hơi yếu ở tại thủy hỏa. Thì quý vị thêm khí huyệt nữa không? Thêm khí huyệt ở tại thủy hỏa để nó dẫn truyền và tiếp nhận bốn cái khí huyệt này. Thì quý vị thêm sau cùng, tức là khí huyệt ở tại thủy hỏa, tức là chúng ta có sáu khí huyệt. Bây giờ quý vị sử dụng kỳ kinh bát mạch. Kỳ kinh bát mạch ở đây là nó ăn theo cái nào có du, phải không? Yeah. Huyệt lạc huyệt là nó chúng ta phải tính là huyệt lạc bất cứ những đường kinh nào mà nó xuất hiện nha. Bất cứ những đường kinh nào mà nó xuất hiện đều sử dụng lạc hết, đúng không? Tất cả đều sử dụng lạc hết. Rồi ở tại kinh nào mà có huyệt du thì ở tại đó huyệt kỳ kinh nó hiện hữu. Ở trên kinh vị không có huyệt kỳ kinh, nhưng kinh tâm bào có huyệt kỳ kinh, quý vị thêm nội quan được hay không? Bởi vì nó có du nhá. Tôi nói lại nè, huyệt kỳ kinh ở tại, ở đây là dương châm, quý vị có thể thêm âm châm được không? Được. Thêm âm châm mà thêm theo kỳ kinh bát mạch. Ở trên kinh vị, kinh tâm bào lạc có huyệt nội quan kỳ kinh. Ở trên kinh tự trường vô huyệt của nó là huyệt kỳ kinh. Bây giờ muốn cho nó mạnh thêm thì có phải là quý vị thêm kỳ kinh bát mạch, thêm nội quan ở đây, đúng không? Yeah. Nội quan ở trên kinh tâm bào lạc là huyệt kỳ kinh hay là huyệt lạc? Kỳ kinh, bởi vì tất cả chưa có huyệt lạc. Yeah. Đúng không ạ? À? Yeah. Ở đây không có du và không có du thì không được đụng tới huyệt kỳ kinh. Đúng không? Yeah.
chỉ có thêm nội quan như vậy, nội quan nó được thêm vào, cái giá trị của nó được nâng lên gấp gấp nhiều lần, bởi vì nó là huyệt kỳ kinh. Thấy rõ chỗ này chưa? Dạ. Chiếu hải thân mặt thoải mái, thêm vô đều đầy đủ. Đến đây có gì thắc mắc không? Không. Chúng ta dán huyệt phải không ạ? Dạ. Chúng ta dán huyệt để chúng ta có một cái nhìn sâu về cái này, phải không? Thì phần lý thuyết ngày hôm nay nhiều đây thôi. Theo lẽ ra tôi sẽ nói tiếp về bốn kinh âm, nhưng mà thôi, có vẻ mệt mỏi. để dành nó đi kỳ sau. Rồi, cảm ơn quý vị nhiều lắm. Xin chúc quý vị khỏe. Kính thưa quý vị, bây giờ chúng ta đi vào phần giãn huyệt nha. Đi vào phần giãn huyệt thì ngày hôm nay chúng ta học về kim mộc. Mà kim mộc chúng ta dán về phần bốn kinh dương, đó là tâm tiêu, đẩm, bằng quang và đại trường. Túc có hai đường kinh và ở thủ có hai đường kinh. Như vậy là hai bộ thủy hóa là hai bộ không có huyệt dung nha. Mà thủy hóa thì chúng ta có tiểu trường và kinh vị. Nào bây giờ chúng ta bắt đầu, chúng ta đi vào huyệt đạo. Về phần dương, chúng ta ở trên kinh tiểu trường, chúng ta sẽ đi hết kinh và không có huyệt dung. Chúng ta có tỉnh. Tiếp theo là chúng ta có huyệt vinh, chúng ta có huyệt du, và chúng ta có huyệt nguyên và kinh. Nào, bây giờ chúng ta đến kinh tâm tiêu và đại trường. Kinh tâm tiêu đại trường không có huyệt du, chúng ta đi hết kinh luôn. Chúng ta có tỉnh, vinh, nguyên và kinh. Chúng ta có kinh đại trường, tỉnh, vinh, nguyên và kinh. Nào, phần dương chúng ta có nhiêu tới huyệt. Bây giờ chúng ta qua phần dương túc. Dương túc thì chúng ta có thủy hỏa, có vô nha. Bây giờ chúng ta qua kinh vị, chúng ta có tỉnh, vinh, vô, nguyên và kinh. Còn ngón tay có không được. Rồi, bây giờ ở trên kinh đẩm và trên kinh bàng quang là chúng ta đi hết kinh mà không có vô, tỉnh, vinh, không có huyệt vô nha. Chúng ta có huyệt kinh nguyên và huyệt kinh. Tiếp theo chúng ta có trên kinh bằng quang, chúng ta có tỉnh, vinh, không có vô, chúng ta có huyệt nguyên và chúng ta có huyệt kinh. Rồi, thế thì đây là cái phần mà đánh đầy đủ hết tất cả các huyệt. Mà đơn giản nhất là quý vị đi trên kinh vị và kinh tiểu trường, tức là thủy hỏa có du. Các kinh kia, tức là bốn kinh dương còn lại, chúng ta sử dụng không có huyệt du. Không ạ? Bây giờ nếu mà nói kỳ kinh bắt mạch, thì nếu thêm kỳ kinh bắt mạch thì chúng ta có huyệt thân mạch, huyệt chiếu hải. Chiếu hải đánh trên kia đều được. Vì ở đây chúng ta có kinh tiểu trường, là chúng ta có huyệt du, là huyệt thầu khê, kỳ kinh bắt mạch rồi. Ở trên kinh, chúng ta đã biết là vừa rồi chúng ta đã nói là thủy hỏa có du, thì tiểu trường thuộc thủy, hỏa thuộc kinh âm. Chúng ta có kinh tâm bảo thì chúng ta có thêm huyệt lạc, nội quan, đúng rồi. Thế thì chúng ta có nội quan là kỳ kinh bắt mạch, và hậu khê là cái kinh bát mạch. Thì kính thưa quý vị, tôi đã trình bày xong cái phần mà đầy đủ các huyệt ở trên dương châm ngày hôm nay. Thì nếu như quý vị có gì thắc mắc thì xin cứ email cho tôi thảo_thằng5. Xin cảm ơn quý vị. Còn vấn đề mà quý vị muốn giảm bớt huyệt thì quý vị cứ theo đó quý vị tính nha. Cảm ơn quý vị.